như tuần trước chúng ta học sách sáng thế ký đoạn 26, tuần này chúng ta sẽ học sang sáng thế ký đoạn thứ 27, tiếp nối câu chuyện của hai người con trai Isaac, đó là Esau và Jacob. Sang đến đoạn thứ 27 thì chi tiết hơn, giải thích rõ hơn trong cái diễn tiến của việc Esau khinh quyền trưởng nam và Jacob được thừa hưởng cái giao ước từ nơi người cha của mình. Xin mời Nam giúp đọc dùm từ câu đầu cho đến hết. Dạ, em xin phép được đọc. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau, con trưởng nam mà rằng: Hỡi con! Esau thưa rằng: Có con đây. Người bèn nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Và đang khi Esau nói cùng Esau con trai mình thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt từng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước cho con khi qua đời. Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sau anh con có lông, còn con lại không. Có lẽ cha sẽ giở mình chăng? Coi con như kẻ phỉnh gạt thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: Con ơi, xin sự rủa xả đó cho để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Vậy Jacob đi bắt hai dê con đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê con bao hai tay vào cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Jacob bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha. Isaac đáp: Có cha đây. Con là đứa nào đó? Jacob thưa: Tôi là Esau con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu, xin cha dạy ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi rằng: Sao con đi săn được mau vậy, được mau thế? Cha thưa rằng: Ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Isaac nói cùng Jacob rằng: Hỡi con, hãy lại gần, đặng cha rờ thử xem có phải con của cha chăng. Jacob bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Jacob, còn hai tay lại của Esau. Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho người, lại hỏi rằng: Ấy có thật là Esau con trai ta phải chăng? Jacob thưa: Phải, con đây. Isaac bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Jacob dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Isaac cha người nói rằng: Hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Jacob bèn lại gần và hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho và nói rằng: Này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Jehovah đã ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con xương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lạy trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lạy trước mặt con. Ai rủa xả con sẽ bị rủa xả lại, ai chúc phước cho con sẽ được ban phước lại. Vừa khi Isaac chúc phước cho Jacob xong và vừa khi Jacob lùi ra khỏi nơi cha mình thì Esau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: Xin dậy ngồi ăn thịt săn của con trai cha,
đặng linh hồn cha chúc phúc cho con. Isaac cha người hỏi, con là đứa nào? Thưa rằng, tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng, vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha thì Esau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng, cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Isaac lại đáp, em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. Esau liền nói rằng, có phải vì người ta gọi nó là Jacob mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Isaac đáp, này, cha đã lập nó lên làm chủ con và đã cho các anh em làm tôi nó và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha sẽ làm chi cho con đây? Esau thưa rằng, cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Esau cất tiếng lên khóc. Isaac cha người đáp rằng, này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng xương móc trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Song khi con lưu lạc giày đó, mai đây sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Esau trở lòng ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phúc cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Jacob em ta đi. Họ đem lời Esau con lớn thuật lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Jacob con út mình mà nói rằng, này, Esau anh con toan giết con để báo thù. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà Laban cậu con tại Charan và hãy ở cùng người ít lâu cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi và nó quên việc con đã gây nên với nó thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Rebecca nói cùng Isaac rằng, tôi đã chán, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hích. Nếu Jacob cưới một trong mấy con gái họ hích mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi tôi còn sống mà chị. Xin cảm ơn. Anh chị em đọc cái câu chuyện này để chúng ta có thấy là rất nhiều cái sự dối trá được lặp đi lặp lại, không ạ? Sự dối trá của người mẹ cho tức là người vợ cho chồng của mình và người con trai cho bố của mình, rồi người em cho anh trai, rồi người mẹ cho cái người con cả của mình. Trong cái gia đình của ông Jacob ấy thì nó chia ra hai phe. Một cái phe của bà mẹ đối với người con thứ và một cái phe của ông bố đối với người con cả. Và cái hai phe này nó thể hiện rõ nhất là trong cái đoạn thứ 27 này, thì hai bên tranh giành nhau về cái sự chúc phước. Anh chị em đọc cái câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy những cái sự chúc phước này nó khác so với những cái sự chúc phước bình thường. Nó không phải chỉ đơn giản là sự chúc phước mà nó là cái sự chuyển giao của giao ước để nó ứng nghiệm cái lời tiên tri đã được nói khi mà bà mẹ có thay đổi rằng là đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. Thì cái diễn biến của câu chuyện nó xảy ra trước đó là đoạn thứ 26 và nói đến cái việc mà cái người anh này bán quyền trưởng lam bằng lời nói. Sau khi bán bằng lời nói xong rồi đấy thì đến đoạn thứ 27 là cái sự kiện nó xảy ra đúng theo như cái lời mà Esau đã nói, là Chúa đã cho phép tất cả những cái điều này nó xảy ra. Như lần trước tôi đã phân tích cho anh chị em là cái việc Chúa cho phép nó khác với cái ý định ban đầu của Chúa nhé. Chúa cho phép những cái sự dối trá nó xảy ra nhưng mà không phải là Ngài muốn cho sự dối trá nó xảy ra. Đấy là hai cái
ý niệm mà chúng ta cần phải nắm rõ, thế là ngay cả cái việc tàn ác, cái việc gian ác nó xảy ra là Chúa vẫn cho phép nó xảy ra, nhưng không phải là Ngài muốn nó xảy ra. Kia là một lần nữa đây trong cái đoạn 27 là chúng ta cũng cần nhớ rằng là Kinh Thánh ghi chép lại những sự kiện, chứ không phải là Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hành động giống như thế này. Đó. Vì nếu mà chúng ta hành động như này là chúng ta sẽ vi phạm vào những cái lời răn dạy của Chúa, và thay vì được sự chúc phước sẽ bị cái sự rủa xả từ nơi Chúa. Có rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh, nhiều cái câu chuyện trong Kinh Thánh chỉ là Kinh Thánh chỉ ghi lại chứ không dạy chúng ta hành động theo. Ví dụ như là chúng ta đọc thấy là các đời vua lấy nhiều vợ, trong đó có vua David là người đẹp lòng theo lòng Đức Chúa Trời mà cũng lấy rất là nhiều vợ. Thế rồi bây giờ mình lại đặt ra một cái câu hỏi, thế nếu như mà vua mà là người lấy nhiều vợ mà vẫn là người theo lòng của Đức Chúa Trời thì có lẽ là mình cũng được phép như thế. Thì chúng ta phải hiểu một điều rằng là Kinh Thánh ghi chép lại tất cả những cái gì nó xảy ra liên quan tới những cái sự kiện cần thiết phải ghi lại. Nhưng mà không phải là tất cả những cái ghi lại là những cái Chúa cho phép chúng ta làm, hoặc là Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hành động như vậy. Nên đọc một vài câu quyển chuyện trong Kinh Thánh thì nó không có đủ để cho chúng ta lấy cái đó làm cái kim chỉ nam đâu, mà chúng ta phải đọc cả Kinh Thánh, và đặc biệt là lấy ánh sáng của những cái lời răn dạy ở trong Tân Ước thì chúng ta mới có thể áp dụng được cho đời sống của mình. Những cái câu chuyện trong Cựu Ước chúng ta không được phép áp dụng theo nghĩa đen, và tất cả những gì trong Cựu Ước phải được soi dưới ánh sáng của Tân Ước thì chúng ta áp dụng Kinh Thánh mới đúng được. Ví dụ như là những cái câu Kinh Thánh là Chúa dạy trong Cựu Ước, như là người chớ để cho đồng cốt được sống này, phải giết đi tất cả những đồng cốt bói khoa này. Đấy, nếu mà chúng ta áp dụng như vậy ấy, là chúng ta sẽ rất là dở đấy. Đó. Rồi khi mà người vào trong thành, Chúa dạy dân xuyên khi người vào trong thành phải giết hết tất cả những người ở trong đó đi này, đập bể các bàn thờ này. Đó. Các cái trụ thờ bằng đồng, rồi các cái trụ thờ tà thần là phải đập bể hết. Nếu mà mình sử dụng những câu chuyện trong Kinh Thánh đấy đó mà chúng ta áp dụng cho ngày hôm nay đấy, vì mình không hiểu cái bản chất của vấn đề dưới ánh sáng của đất nước mà mình áp dụng ngày hôm nay nó sẽ thành sai. Thế khi mình đến một gia đình nào đó thì mình lại đập hết bàn thờ của nhà ta ra chẳng hạn, thì đấy là những cái điều mà chúng ta phải hiểu rằng làm như thế thì rất là dại dột. Mình tưởng là có Kinh Thánh nhưng mà thực ra nó rất là ngược với Kinh Thánh, bởi vì có những cái mà Chúa chỉ truyền dạy cho dân Israel làm thôi, chứ không phải là Chúa truyền dạy cho hội thánh làm. Có những cái thì nó chỉ áp dụng cho những con người sống trong cái thời đại của Cựu Ước thôi, chứ không phải áp dụng cho con người ở tất cả mọi thời đại. Nếu mà cứ đọc mỗi câu Kinh Thánh không mà mình đem ra mình áp dụng thì là sẽ áp dụng sai. Cái tinh thần của Kinh Thánh thì chúng ta có thể áp dụng cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, nhưng mà cái nghĩa đen của Kinh Thánh thì chúng ta không thể áp dụng, không thể áp dụng liền được, mà chúng ta phải dưới ánh sáng của Tân Ước để chúng ta suy xét. Rồi quay trở lại cái câu chuyện này, anh chị em sẽ thấy rằng là rất nhiều cái sự dối trá nó đang diễn ra trong gia đình của Isaac, và hai bên ấy thì chia bè chia phái ra. Rồi người mẹ thì theo cùng với hỗ trợ cùng với Jacob. Xét trên góc độ thuộc linh ấy, thì người mẹ cũng đã nhận lời tiên tri đấy, và bà cũng biết rằng là cái lời tiên tri đấy nói về cái đứa con thứ của mình sẽ là người thừa hưởng giao ước. Cho nên một góc độ nào đó thì bà là người đi có đức tin. Chúng ta đấy nhé, bên cạnh cái sự dối trá của Rebecca thì chúng ta sẽ thấy rằng Rebecca là người có đức tin. Bởi vì đôi khi chúng ta nhìn ở đây, chúng ta nhìn ở một góc độ chúng ta nghĩ Rebecca rất là dối trá, đúng đúng vật cái bản chất sự việc đây nó là một loạt những sự dối trá, người này lừa dối người kia. Nhưng mà góc độ chiều sâu á thì chúng ta sẽ rằng bản thân Rebecca là người có đức tin, bởi vì bà Rebecca khi có thai thì bà biết được cái lời tiên tri của Chúa cho hai đứa con của mình, và bà biết được cái sự kiện người con trai cả bán quyền trưởng nam cho người em là Jacob. Cho nên là bà đã đồng ý cho cái việc dối trá đấy để cho cái lời tiên tri đó trở thành sự thực. Đó. Thế thì bây giờ là chúng ta đặt ra một cái vấn đề nữa ở đây đấy. Đó là nếu như những cái ý định của Chúa được thành, đặc biệt liên quan đến lời tiên tri, thì có cần
Ngày hôm nay có cần chúng ta phải làm trong những cái cách thức, làm bằng mọi cách, thậm chí là dối trá để cái lời tiên tri đó được thành hay không? Thì như tôi đã nói từ ban đầu ấy, là chúng ta nhớ một điều rằng nhỉ, Chúa tể trị trên cả cái sai của con người, nhưng mà Ngài không muốn cho cái sai đấy nó được thực thi. Cho nên nếu như mà điều đến từ nơi Chúa thì Ngài sẽ có cách hoàn thành, chứ không phải là chúng ta làm theo cái cách dối trá, cái cách giả dối, nhưng là như là Rebecca và Jacob đâu. Thì bản thân Jacob khi làm việc này thì Jacob có một cái nỗi sợ, đây là gì? Cái nỗi sợ đây. Đó, câu số 12 này. Nếu như mà bố biết con đã lừa dối thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả chứ không phải chúc phước. Bản thân Gia Cốc cũng hiểu việc này cơ mà. Nếu như ông bố phát hiện ra cái việc lừa dối này ấy, thì Gia Cốc sẽ chắc chắn bị sự rủa xả chứ không phải được sự chúc phước. Nhưng mà Chúa lại không, Đức Chúa Trời lại không cho phép Isaac biết trong lúc đó, để hoàn thành cái kế hoạch của Ngài cho cái việc là chuyển giao cái giao ước đó cho Jacob chứ không phải cho Esau. Nhưng mà như tôi nói, khẳng định đi khẳng lại lại cho anh em nhé, là Chúa cho phép chứ không phải là Chúa ưng thuận hay Chúa ủng hộ cho cái việc làm sai của Jacob và cái sự lừa dối của Jacob đâu nhé. Chúa cho phép rất nhiều việc, Chúa cho phép nhưng mà Chúa không có ủng hộ và Chúa không có đồng ý. Vì trong cái chương trình, cái sự biết trước của Ngài ấy, thì là Jacob sẽ là người thừa hưởng, cho nên trong cái hoàn cảnh này thì Chúa cho phép là Isaac không nhận thức được là người con mà đang phục vụ mình lúc đó là Jacob chứ không phải là Esau theo như lời mà ông suy nghĩ, cho theo như điều ông suy nghĩ. Thì cái bài học đầu tiên mà chúng ta nhìn nhận ở đây ấy, đó là nếu như trong một gia đình ấy, khi mà cái tình yêu thương ấy, mà nó không có được thể hiện ra với đối với mỗi một thành viên trong một gia đình trong một cách thức giống nhau, thì có thể đến khi khi có sự việc thì rất dễ tạo bè và tạo cánh trong cùng một gia đình, và điều này nó tạo ra cái những cái sự điều tệ hại như chúng ta thấy trong cái câu chuyện này. Bản thân Isaac cũng bị chính vợ của mình lừa mình nữa, và khó chấp nhận cái việc như thế đó. Nếu như mà vợ con của mình lừa mình rồi nhưng mà đành đây này vợ của mình lừa mình nữa, thì đấy là những cái chuyện nó rất là xúc phạm. Xét trên phương diện của con người thì chúng ta sẽ có thể hiểu được là trong một đơn vị gia đình thì có thể là người ta bố hoặc mẹ sẽ thương cái người này hơn thương cái đứa con kia. Trên góc độ về giới tính thì người ta cũng thấy như này, thường là người cha sẽ thương người con gái và người người mẹ sẽ thương người con trai. Đấy, đấy là rất là bình thường nhé. Và cả gia đình sẽ có xu hướng thương cái đứa con út hơn là những cái đứa con khác ở trong gia đình. Đấy là cái góc độ tâm lý bình thường. Tuy nhiên rằng khi chúng ta đến với Chúa đó thì nhận thức nó, xin ai ai bật micro tắt hộ. Cái nhận thức ở đây nó chúng ta khác. Chúng ta cố gắng phải điều chỉnh, có thể là cái cảm xúc yêu thương của mình dành cho một đứa con nào đó trong một gia đình nó sẽ khác so với những đứa con khác. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thể hiện nó ra ở một cái mức độ mà những người khác trong gia đình lại nhìn thấy rằng là mình thương cái người này hơn người khác, thì rất là dễ tạo ra cái sự xung đột và cái bè phái ở trong gia đình. Chúng ta thấy cái điều này ở trong một cái gia đình thứ hai á, mà mai sau chúng ta đề cập, đó là chính trong gia đình của Joseph ấy. Khi mà Jacob thương người con trai là Joseph và Benjamin hơn những người con khác, trong số hai người con đó thì đặc biệt thương Joseph hơn tất cả
những người con, thì đã tạo lên một cái sự xung đột ở trong gia đình. Những người con kia có cảm giác như là mình không có được thương, cho nên là họ đã sinh cái lòng ghen ghét đối với em trai của mình. Thì đây là điều mà chúng ta hãy suy nghĩ trong cái mối quan hệ gia đình, và đồng thời trong hội thánh cũng tương tự như vậy. Thì tất nhiên về phương diện con người thì có thể là chúng ta sẽ có cảm tình với người này hơn người kia, chuyện đấy là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng mà khi chúng ta thể hiện nó ra ở trong cái mức độ mà mình không kiểm soát được thì rất dễ tạo ra những cái điều không tốt từ chính ở trong hội thánh. Đấy là điều mà chúng ta hãy cân nhắc và suy nghĩ trong cái cách mà chúng ta tiếp cận đối với các thành viên ở trong gia đình. Và cái điều tệ hại nó xảy ra ở trong gia đình của Isaac đó là đã tạo ra hai cái bè phái. Một cái phần nữa đây chúng ta nhìn thấy đó là cái cách mà ông Isaac ấy, trước khi chuyển giao ấy, cái giao ước đó cho người con ấy, thì ông đòi ăn cái món mà ông thích. Thì tại sao ông lại đòi ăn cái món ông thích? Chuyển giao thì cứ chuyển giao thôi, làm sao phải đòi đòi cái món mà phải ăn? Thế vậy có, chúng ta có thể suy luận là ông ấy là cái người xác thịt hay không? Thực ra thì chúng ta nếu mà suy luận như thế thì nó hơi thiếu cơ sở khi mà nói Isaac là người xác thịt. Phải ăn thì mới chúc phước, còn không ăn thì là không chúc phước, không cho ăn thì không chúc phước. Khi chúng ta nói như vậy thì nó hơi hơi bị thiếu những cái cơ sở kinh thánh để chúng ta khẳng định cho điều đó. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta thấy như này này, kinh thánh ghi lại điều này để chúng ta hiểu là nó còn liên quan đến góc độ con người, giữa cái thuộc linh và những cái con người nó liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Bởi vì khi Isaac ăn những cái món rừng ấy, thì ông cảm thấy phấn chấn. Đó là về mặt cảm xúc. Thứ nhất là về mặt thân thể ông được ăn. Khi mà thân thể được thỏa mãn rồi thì ông nó tạo ra những cái cảm xúc tích cực cho ông. Ông cảm thấy thích thú. Và khi những cái cảm xúc tích cực ấy, nó được hình thành ấy, thì tâm linh của ông bắt đầu nó được gợi mở nhiều hơn nữa. Và ông bắt đầu nói cái lời chúc phước cho cái người con của mình. Mà ngược lại ấy, khi cái người con cả đã về muộn thì cũng nấu món đấy, nhưng mà cuối cùng thì lại không được. Và người con cả thì trở nên giận dữ. Khi giận dữ đấy thì cũng nói lên cái sự rủa sả. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trong con người của chúng ta gồm có ba phần: phần xác, phần hồn và phần linh. Và cả ba cái phần này nó đều liên kết với nhau và đều tác động với nhau. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là chỉ là cái vấn đề tâm linh thôi, nhưng mà thực ra đó, anh chị em sẽ thấy rằng lúc là chúng thân thể chúng ta mệt mỏi ấy, thì tự nhiên mình sẽ không muốn làm gì nữa, mình muốn buông xuôi hết tất cả. Thậm chí là có khi ấy, có những người đấy, người ta thậm chí khi người ta mệt mỏi đó, chán nản về mặt thể xác và tinh thần, thậm chí Chúa người ta cũng còn không muốn nữa, không muốn hát thánh ca, không muốn cầu nguyện, không muốn đọc kinh thánh nữa, không muốn đi nhà thờ, là không muốn nhắc đến Chúa, và cũng không muốn ai khích lệ động viên gì hết. Thì ba cái phần này đều liên kết chặt chẽ với nhau. Đó. Nhưng mà ngược lại khi cái tâm linh của người ta mạnh mẽ thì cái tâm linh đấy nó sẽ thúc đẩy người ta cầu nguyện, nó sẽ thúc đẩy người ta hát thánh ca, thờ phượng Chúa. Và khi mà tâm linh được khuấy động lên ấy, thì lúc đó thì cái tinh thần nó cũng sẽ được mạnh mẽ trở lại, và nó tác động trên cái cơ thể. Cho nên cả ba cái phần này đều liên kết với nhau rất là chặt chẽ. Cho nên từ đây á, Kinh Thánh ghi lại điều này cũng để cho chúng ta hiểu hơn về cái hoạt động của linh hồn xác ở trong con người. Đó là khi ông Isaac ăn cái món ông thích thì cái tinh thần ông cảm thấy phấn chấn. Và khi tinh thần ông phấn chấn thì cái tâm linh của ông cũng được phấn khích nữa. Và lúc đó, sau đó thì ông buông ra những cái lời chúc phước và chuyển giao cái giao ước cho người con trai của mình. Từ đây chúng ta càng hiểu hơn về cái sự kết nối giữa ba phần này. Như vậy là chúng ta cần phải để ý cả cái ba phần của cơ thể của chúng ta, linh hồn xác, chứ không phải chúng ta chỉ để ý tới cái phần tâm linh của chúng ta. Rồi, tôi nói đến đây thì có ai có câu hỏi gì không ạ? Liên quan đến điều tôi phân tích trước khi tôi nói tiếp. Câu hỏi, xin mời. À, xin mời. Đó là
Tại sao không hiểu mà tại sao mà người mà không nhận được giao ước thì lại bị dồn xả? Thì đây có phải là đây có nghĩa là nếu mà Esau nhận được giao ước thì là có phải là Gia-cúp cũng sẽ bị dồn xả hay không ạ? Câu hỏi khá là thú vị. Bây giờ tôi lặp lại câu hỏi nhé. Tại sao người không nhận được giao ước lại bị rủa xả? Tính đặt ngược lại là trong trường hợp mà Esau nhận được giao ước thì Gia-cốp có bị rủa xả hay không? Chúng ta sẽ xem tiếp ở trong cái phần sau này, tôi có chút nữa tôi sẽ có phân tích về điều này. Có ai có câu hỏi khác gì liên quan tới điều tôi vừa nói không ạ? Khi bà mẹ bà Rebecca bà ấy cũng đã nhận được cái sự phán bảo của Chúa khi bà mang thai hai đứa con á, thì vậy thì bây giờ bà làm theo cái lời phán bảo của Chúa đấy rằng là đứa Jacob á, Jacob sẽ là đứa nhỏ sẽ làm đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ đấy thì Chúng ta sẽ thấy là bản thân Rebecca biết được cái lời tiên tri đó, nhưng bà cũng nhận thức được cái việc làm của bà là sai. Cũng giống như người con trai là Jacob nhận thức được cái việc làm của mình là sai. Thế cho nên là Jacob mới nói rằng là nếu như cha biết thì con sẽ bị sự rủa xả thay vì sự chúc phước. Và bản thân bà Rebecca bà cũng nói rằng thôi, nếu mà trường hợp mà chịu sự rủa xả thì để cho mẹ chịu cái điều này. Tức là bản thân cả hai người này đều biết rằng là cái việc của mình làm là sai, cái lời hứa của Chúa là đúng, cái lời tiên tri là đúng, nhưng cái việc làm của mình để dẫn để làm cho cái lời tiên tri đến được thành thì là sai. Nhưng bên cạnh đó thì cái câu nói của bà Rebecca đó trong câu số 13 là con ơi xin sự rủa xả để cho mẹ chịu ấy, hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai con và làm theo như ý mẹ đi, thì nó cũng thể hiện một phần đức tin của bà Rebecca, bởi vì bà đấy là người nhận được cái giao cái lời tiên tri đó, cho nên bà tin một điều rằng là kiểu gì thì kiểu người con của mình là đứa đứa thứ hai sẽ nhận được cái giao ước đó. Thế thì bây giờ chúng ta sang cái phần cuối của cái đoạn này nhé. Sau cái đoạn lừa bố này, lừa anh này, lấy cái áo của lấy cái áo của anh mặc vào, xong rồi lấy cái lông của con thú mặc vào để cho nó có cảm giác, cho ông cha có cảm giác như là đấy là anh trai, nhưng mà ông ấy vì ông ấy già thì ông ấy ngãng, ông ấy không không phân biệt rõ, ông bảo tiếng thì là của Jacob rồi, nhưng mà tại sao mùi thơm rồi là cái da thì lại là của Esau vậy? Nhưng mà cuối cùng thì ông vẫn cứ chúc phước cho đứa con đó. Sau đó thì Esau về không nhận được cái sự chúc phước mà lại nhận được cái sự rủa xả. Thế thì bây giờ mình hãy suy nghĩ xem tại sao ông Jacob ông lại rủa xả con của mình? Có phải ông ấy không thương con của mình hay không? Lần trước tôi đã phân tích cho anh chị em rồi đấy. Tại sao mà ông Jacob lại rủa xả con của mình? Thế bây giờ mình áp dụng cho mình bây giờ, thế thì mình có rủa xả con của mình hay không? Nếu con của mình nó hư chẳng hạn, mình có rủa xả con của mình hay không? Đấy. Thì tôi đã nói rằng là có những cái chúng ta đọc Kinh Thánh này chúng ta không thể áp dụng theo nghĩa đen được, vì nó là những cái câu chuyện nó được viết lại cho con người của thời đại đó chứ không phải là cho mọi thời đại. Bây giờ chúng ta xem cái lời chúc phước của Isaac cho Jacob nhé. Cái lời này là lời như nào này? Câu 28, cầu xin Đức Chúa Trời cho sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải cục con, các nước phải quỳ lạy trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai mẹ con phải quỳ lạy trước mặt con. Ai rủa xả con sẽ bị rủa lại, và ai cầu phước cho con sẽ được phước lại. Cái lời này á có phải là lời mang tính tiên tri không anh chị em? Nó chưa xảy ra mà. Thực ra lúc này nó chỉ là một gia tộc thôi, nhưng mà cái lời này nó lại mang tính tiên tri, vì là muôn dân mà. Muôn dân phải phục con và các nước sẽ quỳ lạy trước mặt con này. Con được quyền chủ trên các anh em này, ai rủa con sẽ bị rủa lại, và ai cầu phước cho con. Nó có rất nhiều điểm tương đồng với cái lời của Chúa dành cho Abraham. Như vậy lời này là lời mang tính tiên tri, có phải không ạ?
Thế được cái lời mà Isaac nói cho Jacob, cho Esau có mang tính tiên tri không? Vậy chúng ta sẽ xem đây nhé. Này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ cùng sương móc từ trên trời xa xuống này. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Đó. Xong khi con lưu lạc dài đấy mấy đó sẽ bẻ cái ách của em con trên cổ con. Như vậy có phải lời mang tính tiên tri không? Đó là lời mang tính tiên tri. Ông Jacob, xin lỗi ông Isaac, nói những lời mang tính tiên tri thì những cái lời này là lời gì? Được sự cảm thúc từ ai? Được sự cảm thúc từ Đức Giê-hô-va, từ Đức Chúa Trời thì mới nói được lời này. Như vậy, việc đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là chính Chúa đã miệng mượn cái miệng của Isaac để nói lời chúc phước và lời rủa sả cho hai người con. Isaac là một tiên tri của Chúa cho hai người con của mình, là tiên tri của Chúa trong thời đại của mình. Cho nên cái lời mà chúc, cái lời rủa sả đây đấy, nó không phải là nói lên cái cảm xúc giận dữ của người bố cho người con. Và cái lời chúc phước cho Isaac cũng không phải nói lên cái sự trìu mến của người bố cho cái người con của mình, không phải. Mà đây là ông là người đang đại diện cho Chúa để nói lên cái lời tiên tri cho tương lai của hai cái người con này, từ đó sinh ra hai cái nhóm dân tộc khác nhau. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp nhé, tại sao, xem tiếp lý do tại sao mà Chúa lại để cho sự rủa sả ở trên Esau và dòng dõi của Esau. Cái phần cuối của cái đoạn này này có nói đến cái việc Esau lấy vợ ở đâu? Esau lấy vợ là người Canaan. Và cái việc Esau lấy những người vợ này ấy, làm cho bà Rebecca và cả Isaac vô cùng là khó chịu về cái đời sống đạo đức của những người con của người con dâu. Cụ thể như nào thì Kinh Thánh không ghi, mà Kinh Thánh thì nói rằng là bà Rebecca bà ấy rất khó chịu về cái lối sống, bà ấy thậm chí bà ấy nói rằng nếu mà Jacob mà lấy cái người vợ nào trong con gái họ hết cái người Canaan ấy thì bà ấy thà chết còn hơn. Cái điều đó chứng tỏ rằng là nó cho thấy rằng là cái người vợ của Esau ấy là người có cái đạo đức không tốt và như là cái gai ấy, chọc vào ông bố và bà mẹ chồng. Nó lại càng làm rõ hơn cái vấn đề là khi Esau lấy vợ người địa phương là người Canaan ấy, trong khi đó cái mạng lệnh đã rất rõ từ thời của Abraham ấy, nhận giao ước từ nơi Chúa là không được lấy vợ tại đó, bởi vì người dân ở tại đó sớm muộn gì sẽ bị Chúa hủy diệt, và những người gian ác ở đó nếu mà lấy họ thì sẽ sản sinh ra những cái dòng giống gian ác theo. Cho nên là Esau lấy người địa phương rồi từ đó sinh ra dân tộc là Edom, thì cái dân Edom này là cái dân mà chống lại với dân dòng dõi của Gia-cốp và cũng là cái dân mà Chúa bảo là phải diệt về sau này. Như vậy là chúng ta đã thấy rõ hơn tại sao mà cái sự rủa sả đến trên cái dòng dõi của Ê-sau chưa? Trên phương diện con người thì ông bố vẫn thương yêu hai đứa con này như nhau, nhưng mà trên góc độ thuộc linh ấy thì ông bố này không không đang vận hành trong cái tư cách của người cha đối với con, mà ông đang vận hành trong tư cách của một tiên tri của Chúa đối với hai người con của mình, bởi vì từ hai người con này sinh ra hai dân tộc. Như vậy trở lại cái câu hỏi mà lúc nãy bạn hỏi là tại sao mà Isaac lại rủa sả đứa con đấy, thì chúng ta hiểu một phần đúng không ạ? Thế bây giờ mình đặt ngược lại câu hỏi, tới trường hợp mà Esau nhận quyền trưởng lam và họ nhận được giao ước lời hứa đấy thì cái sự rủa sả có dành cho Jacob hay không? Không bao giờ điều đó xảy ra.
Chúng ta nhớ điều đó. Bởi vì cái việc này nó xảy ra vì đã có lời tiên tri tiên đoán trước lúc hai thai nhi vẫn còn nằm ở trong bụng mẹ, cho nên chuyện nó xảy ra như vậy. Còn nếu như chuyện nó xảy ra theo như thế thường, Esau không kinh quyền trưởng nam, thì cái vấn đề nó sẽ không như thế như này. Có ai có câu hỏi gì khác không ạ? Hồi xưa ơi, xin hỏi một chút nữa là cái vấn đề là cũng như mình ngày nay á, mình nhận được cái sự phán bảo của Chúa ấy, thế thì việc tiếp theo của mình là làm gì để mà cái chương trình của Chúa được lên trên đời sống của mình? Mình không làm gì hay sao? Ví dụ như là cái bà mẹ kia, bà đã hành động theo, cứ gọi cho là theo ý riêng đi. Thế thì vậy, ví dụ như chẳng hạn như mình bây giờ mình cũng nhận, cơ đốc nhân bây giờ cũng nhiều người cũng nhận được cái sự phán bảo của Chúa qua cái lời cầu nguyện cho cái việc của mình chẳng hạn. Thế thì sau đó họ phải làm gì? Họ tiếp tục cầu nguyện Chúa để mà nhận biết ý muốn của Chúa phải hành động như thế nào, hay là giống như là họ cũng mặc kệ hay như thế nào? Ở đây đấy, như tôi đã nói rằng là bà Rebecca hành động theo cách thức sai. Bà là một người có đức tin, cũng giống như Jacob là người có đức tin, nhưng cái cách thức làm nó sai, bởi vì nó vi phạm cái nguyên tắc đạo đức. Thì chúng ta không bao giờ được lặp lại cái điều như vậy. Thế còn khi chúng ta nhận được một lời tiên tri hay là nhận được cái sự bày tỏ từ nơi Chúa, thì mình có cần làm cái điều gì để biến cái lời đó thành sự thực hay không, hay là mình cứ ngồi không, mình chờ? Thì thứ nhất á, là chúng ta phải nghiên cứu lại các cái sách khác ở trong Kinh Thánh. Ví dụ như là một cái ví dụ điển hình nhất là lời tiên tri của Jeremy về việc dân Israel sẽ bị lưu đày 70 năm. Sau 70 năm thì lời tiên tri nói rằng dân Israel sẽ được trở về để phục quốc. Daniel là người thi hành chức vụ cuối 70 năm phu tù đó. Thì Daniel không ngồi yên. Ông đã bắt đầu hành động. Và cái ông điều ông hành động là gì? Ông đã bắt đầu cầu nguyện để cái lời tiên tri đó được thành. Thế còn ông có giấy loạn hay không? Ông không giấy loạn, ông không chống lại vị vua. Ông phục vụ trong ba triều đại. Đúng không ạ? Tôi nhớ không nhầm thì là Daniel phục vụ trong ba triều đại mà đô hộ đất nước Israel. Nhưng việc ông làm không phải là giấy loạn. Ông không nói rằng là lời tiên tri như vậy cho nên là sẽ gom nhóm dân Israel chống lại chế độ những đất nước mà đang đô hộ mình để về phục quốc. Ông, điều ông làm đó là cầu nguyện. Và Chúa ban ơn cho ông trước mặt cái vị vua đó, và vị vua đã cho phép dân Israel quay trở về để phục hồi lại quốc gia, cho những cái nhóm dân trở về để sinh sống ở tại Jerusalem, xây dựng lại đền thờ và xây dựng lại thành Jerusalem. Thì đấy là một cái mà chúng ta có thể suy nghĩ tới, là ít nhất cái việc chúng ta có thể làm đó là nuôi dưỡng trong sự cầu nguyện để lời tiên tri đã được thành. Thế còn từng bước cụ thể hơn nữa có cần phải làm cái gì hay không, thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa để xem Chúa có dẫn dắt mình làm gì hay không. Có những lời tiên tri thì không cần chúng ta phải làm gì hết, nhưng có những lời tiên tri mình không làm gì thì sẽ không được thành. Mình phải hành động. Nhưng mà tuyệt đối không hành động theo cách thức của Rebecca và Jacob, vì điều đó đi ngược lại với nguyên tắc đạo đức của Chúa. Và khi đi ngược lại với nguyên tắc đạo đức của Chúa thì có thể là chính mình phá hỏng cái lời tiên tri và cái sự bày tỏ của Chúa trên đời sống của mình. Và nhiều cái lời tiên tri và kế hoạch của Chúa không được thành bởi vì tự mình phá hỏng nó khi mình đi theo cách riêng của mình. Khi chúng ta cầu nguyện thì cũng là lúc mà chúng ta phải khai phóng cái sứ điệp hay cái lời tiên tri hay là cái chương trình của Chúa cho mình qua môi miệng của mình. Và khi chúng ta khai phóng ra bằng môi miệng thì Thánh Linh của Chúa và Thiên Sứ của Chúa sẽ hành động theo những cái lời khai phóng đó để mà khiến cho nó trở thành hiện thực
Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? À, chúng ta xem thêm một yếu tố nữa ở đây. Câu số 41. Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì có cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng ngày tang của cha hầu gần, ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Họ đem lời Ê-sau con lớn thuật lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Gia-cốp con út mình mà nói rằng này Ê-sau anh con toan giết người để báo thù. Khi chúng ta nằm ở trong cái kế hoạch và chương trình của Chúa thì Ngài sẽ có cách để bảo vệ chúng ta. Đó là yếu tố thứ nhất chúng ta cần phải ý thức, là nếu như mình nằm ở trong giao ước, một khi cái giao ước đã được chuyển giao cho mình, sự sức giàu đã chuyển giao cho mình, thì kẻ thù có 1.000 kẻ thù có tìm cách sát hại chúng ta vẫn được sự bảo toàn. Chưa đến thời kỳ của Chúa thì tóc trên đầu của chúng ta không thể nào rụng xuống được. Cái yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể để ý đây đó là Gia-cốp đã ghét em của mình và tìm cách giết em của mình vì cớ em của mình được phước mà mình thì không. Tình yêu anh em cũng là một cái loại tình yêu có thể nói là người ta có thể hy sinh cho nhau. Bố mẹ hy sinh cho con cái là cái điều dễ hiểu. Anh em có thể hy sinh mạng sống cho nhau, điều đó cũng có. Nhưng mà khi động đến quyền lợi thì cái tình cảm ấy nó có thể mất đi và nó thay vào đó bằng sự ghen ghét. Kinh Thánh không có dạy chúng ta làm điều đó. Kinh Thánh chỉ ghi lại này để cho chúng ta hiểu những gì đã xảy ra và chúng ta hiểu về con người. Khi động đến quyền lợi, khi mình mất đi quyền lợi mà cái người thân nhất trong gia đình của mình ấy, mà lại được cái mà đáng nhẽ ra thuộc về mình ấy, thì cái xác thịt trong mỗi chúng ta nó có thể nổi lên và nó kiểm soát chúng ta và nó sinh ra cái sự ghen ghét, và sự ghen ghét đầy trọn nó sẽ dần sinh ra hành động, đó là tìm cách để giết. Khi chúng ta đọc những cái điều này đó, nó có làm cho chúng ta suy nghĩ hơn về bản thân mình hay không? Mình có ghen ghét người khác chỉ vì đơn giản là mình không có cái mà người ta có không? Có thể là không phải vì người ta lấy mất cái phần được phước giống như là Gia-cốp lấy đi cái quyền trưởng nam. Thực ra thì Gia-cốp không có lấy cái quyền trưởng nam, không phải ăn trộm ăn cắp, mà bản thân Ê-sau khinh quyền trưởng nam đó. Và Chúa đã cho phép điều này xảy ra để cái quyền trưởng nam đó được về với Gia-cốp. Đấy là cái câu chuyện của Kinh Thánh. Mà chúng ta mở rộng ra ngày hôm nay, khi mà những người khác chia sẻ rằng họ được phước này phước kia, thì lòng của mình có vui với họ hay không, hay mình trở nên ghen ghét họ? À, đôi khi trong hội thánh ấy, là có người được cái phước này, tuần này thì đợt này thì mua ô tô này, đợt sau thì làm nhà, đợt sau lại mua thêm đất này, rồi con lại đi du học này, tuần nào cũng đứng lên làm chứng. Những người khác ở trong hội thánh mình có ngồi dưới mà mình vỗ tay mà mình vui vẻ chúc mừng cái phần phước của anh chị em mình hay không, hay là mình cảm thấy khó chịu, mình tự nhiên mình lánh xa người đó và tự nhiên mình có cái sự ghen ghét chỉ vì đơn giản là người ta được phước còn mình thì không? Và Chúa cũng sẽ cho phép những cái việc như thế xảy ra nhé, để thử thách cái lòng của mỗi một chúng ta đó. Anh chị em thấy như này, những cái hội thánh mà mạnh mẽ mà tăng trưởng á,
thì thường là cũng có thể sẽ bị nói rất là nhiều. Và những mục sư mà được sự sức giàu mạnh mẽ cũng sẽ bị tấn công, sẽ bị nói rất là nhiều đấy. Nhưng mà nếu mà ông là tiểu tốt vô danh không ai để ý tới ấy, thì người ta không nói gì đâu. Nhưng khi anh được phước thì bắt đầu là người ta sẽ trở nên ghen ghét anh. Anh giỏi người ta sẽ ghen ghét anh, và anh càng được sức giàu thì anh sẽ càng bị ghen ghét. Điều đó là chắc chắn. Người khác có thể có thái độ đó đối với chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta có thái độ đó đối với người khác thì mình thuộc về hội của Ê-sau. Anh chị em ạ. Mà nếu mà chúng ta thuộc về hội Ê-sau thì những câu kinh thánh trên nó dành cho chúng ta đấy. Vì cái thái độ của chúng ta nó rất là quan trọng, cái thái độ của chúng ta nó sẽ quyết định mình thuộc về hội nào mà. Nếu mà hội về sau là hội của xác thịt, hội của cái kết quả của nó là sự rủa xả. Nên trong sách Tân Ước thì sứ đồ Phaolô nói là vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Chúng ta xem câu kinh thánh này ha. Roma đoạn 12 câu số 15. Paulo dạy làm sao? Hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Trường hợp của ông Esau đáng nhẽ ra mình phải suy nghĩ lại tại sao cái phước hạnh không đến với mình mà lại đến với em của mình. Thay vì suy nghĩ lại cái điều đó thì để không không nhìn không nhìn nhận ra, không để tâm để thời gian để suy nghĩ rằng tại sao Chúa không cho phép cái phước hạnh và cái quyền trưởng nam đến trên mình mà đến trên em của mình. Nếu mình là người khiêm tốn trước mặt Chúa thì mình sẽ phải đặt lại câu hỏi đó đối với mình, chứ không phải đặt lại câu hỏi đối với cái người kia. Mê sau là người cứng cổ cứng lòng, người xác thịt và cứng cổ cứng lòng. Nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa về đến cuối giai đoạn cuộc đời của Ê sau thì Ê sau có thay đổi, vì điều đó rất là đáng mừng. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là lòng của Ê-sau đã chất chứa những cái điều ghen ghét. Và chúng ta biết rằng cái sự ghen ghét đó là gì? Là bông trái của xác thịt, và nó là điều của ma quỷ. Ta xem trong sách Giăng thứ nhất đoạn là 3 câu 15. Nam đọc dùm. Đọc đoạn 2 câu 11 trước nhé. Sang nhất đoạn 2 câu 11. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Phần Sang 3 nhất câu đoạn 3 câu 15. 15. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Cái việc giết người nó chỉ là thời gian. Một khi cái lòng ghen ghét nó đã chế ngự rồi thì hành động nó chỉ là thời gian. Nhưng bây giờ đấy thì là người ta nhiều khi người ta không dám giết về mặt thân thể, nhưng mà người ta giết bằng danh dự, đi nói xấu người khác này, vu oan cho người khác này. Người ta giết bằng những cái lời nói, giết bằng cái ngòi bút. Cái gốc rễ của nó là sự ghen ghét. Chúng ta nhớ nếu khi mà mình ghét những cái người được phước thì làm cho người ta sẽ càng được phước hơn. Nếu mà chúng ta bị ghét vô cớ thì chúng ta là người đang được phước, và càng bị ghét vô cớ thì phước hạnh sẽ đến với chúng ta nhiều hơn, anh chị em ạ. Nên mình phải để ý cái lòng của mình nhé, phải để ý đó. Đừng học kinh thánh để lấy lý thuyết nhé, để lấy một cái mớ lý thuyết ra đó là đi 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 soi người khác. Học kinh thánh để tự tra xét bản thân mình, trong lòng của chúng ta là có cái tinh thần của Ê sau hay không, khi mà người khác được phước mà mình có cảm thấy vui hay không. Chúng ta vui à, chúng ta buồn với người buồn thì dễ, nhưng mà vui với người vui thì khó hơn nhiều đấy, anh chị em ạ. Khóc với người khóc thì dễ, nhưng mà vui với người vui thì khó hơn nhiều.
Nên điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải có sự khiêm tốn và có đôi mắt thuộc linh để lệ thuộc vào Chúa, và biết rằng là Ngài là nguồn của sự chúc phước chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta chúc phước cho người khác thì đến lượt thì người khác sẽ chúc phước lại cho mình. Còn nếu như ngày hôm nay người ta thành công, người ta được phước mà mình không chúc phước cho họ đó, thì làm thế nào để Chúa có thể phước, chúc phước cho chúng ta? Ngày trước tôi ở bên Malaysia thì có một nhóm người Mỹ gốc Việt đấy, họ sang bên đấy tôi gặp, họ chia sẻ tôi, họ nói với tôi một cái điều như này, tôi nói lại cho anh em chị em chúng ta đừng phật ý ha, đây thì nói lại để mang tính chất bài học thôi. Họ bảo là nếu mà ở bên Mỹ ấy, mà đi làm á, mà gặp sếp của mình là người Việt ấy, thì chỉ có chết. Gặp những cái sếp của mình là những người nhóm dân tộc khác thì không sao, nhưng mà cứ gặp người Việt là sếp là cấp trên ấy, thì kiểu gì cũng sẽ bị đì. Thế tôi hỏi tại sao lại đì, có phải là người Việt đáng nhẽ là cùng là người Việt thì phải thương yêu nhau chứ, tại sao là cùng là người Việt lại đì nhau thế? Người ta bảo không hiểu tại sao cứ gặp người Việt là đì, nhưng mà không đì các dân tộc khác. Nhưng mà cứ gặp người cùng dân tộc mình là bị đì. Thế thì đấy là một cái văn hóa nó rất là tồi tệ, mà nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của chúng ta mà đôi khi mình không nhận thức được đấy. Đó là mình không muốn cho người khác thành công hơn mình, khi mà không muốn cho người khác thành công, không muốn cho người khác được phước. Ai mà giỏi kinh thánh hơn mình là cũng không được. Ai mà được sức giàu hơn mình là cũng không thích. Cho nên để nói xấu người khác, để hạ thấp người khác, để cho mình có cái cảm giác như là mình không phải là người thấp kém. Và thường thường những người như vậy là những người không tìm thấy giá trị của họ trong Chúa là gì, cho nên họ mới có một cái xu thế suy nghĩ như vậy. Còn khi chúng ta hiểu rằng là cái giá trị, chúng ta luôn luôn có giá trị trong Chúa đấy, thì chúng ta sẽ không có cái xu hướng ứng xử như vậy. Có ai có câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ gì liên quan đến cái bài học ngày hôm nay không ạ? Tôi kết thúc cái phần tôi giảng ở trong đoạn thứ 27 này. Thực sự cũng có một cái để chia sẻ đó là em cũng muốn chia sẻ một cái là cái gì nó dối nhưng mà nó lại không ở trong phân đoạn này, nghĩa là lúc bà Đức Chúa Trời và thắm mà du xuê xây ba thám tử đến nhà của một cái điếm tên là Kinh Nữ Rahab, là Kinh Nữ Rahab đã nói dối những người Philippines là họ đã chạy trốn rồi, và sự thật là họ cũng chạy trốn. Thế mà Rahab vẫn được bảo ở trong Israel rồi, là tức là đúng là không bị kể tội mà như là vẫn được lên, ví dụ như là được lên thiên đàng rồi đấy. Thì là em không hiểu tại sao mà chỗ này không kể ở trong cữ mà chỗ này không kể những cái tội nói dối như vậy. Như tôi đã nói từ ban đầu ấy, là chúng ta học kinh thánh chúng ta hiểu rằng là có những cái kinh thánh chỉ ghi lại nhưng mà không khuyến khích chúng ta hành động theo. Giống như kỵ nữ Rahab nói dối là các thám tử đã đi rồi nhưng mà thực ra là bà giấu ở trên nóc nhà. Thế thì cái việc làm thì tốt là cứu các thám tử, với đấy là hành động của đức tin. Trong tân ước thì này ca ngợi bà đó là người của đức tin, vì người có đức tin mới làm như vậy, có đức tin vào Đức Chúa Trời của những vị thám tử đó, cho nên bà được cứu, và sau này thì bà lại được tham gia vào trong dòng giống để từ đó sinh ra vua David và từ đó sinh ra Chúa Giêsu. Đấy là đặc ân của cái người có đức tin là như vậy. Là một người kỵ nữ, là một người xấu xa ở trong cái trong mọi xã hội, đặc biệt là trong cái xã hội của thời ngày xưa, thời cựu ước. Khi bà tham gia vào giáo ước, đấy là một cái ân điển của Chúa ban cho nhờ đức tin của bà nơi Đức Giê-hô-va. Thế còn cái việc làm của bà là nói dối như vậy thì tại sao Kinh Thánh không có nói gì ấy? Ý là như vậy, và thực ra chúng ta hiểu rằng không phải tất cả mọi cái Kinh Thánh đều đưa ra để phân tích đúng hay sai. Kinh Thánh không phân tích
Có rất nhiều sự kiện Kinh Thánh không có phân tích là đúng hay sai, mà Kinh Thánh chỉ nói lên cái gì đã diễn ra thôi. Và chúng ta thấy rằng là bản thân David cũng được gọi là người đẹp lòng Đức Chúa Trời trên một góc độ tổng thể chứ không phải là trên từng chi tiết. Trên từng chi tiết thì David cũng có những lỗi lầm, nhưng mà nhìn tổng thể cuộc đời của David thì đó là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rahab cũng như vậy, Rahab nhìn tổng thể trong cuộc đời của bà thì là người có đức tin, nhưng mà vào chi tiết thì lại sẽ có những cái điểm, cái khiếm khuyết ở trong đó. Và các nhân vật trong Kinh Thánh, thế Jacob cũng là người có đức tin và là một người được gọi là tiên tri của Chúa, sống cho thời kỳ cổ đại. Nhưng mà đi vào chi tiết ấy, thì David, xin lỗi, Jacob cũng có những cái khiếm khuyết. Và chúng ta phải hiểu một điều rằng là cái khiếm khuyết như tôi đã nói rằng không phải là Kinh Thánh khuyến khích chúng ta làm, mà Kinh Thánh chỉ đơn giản là ghi lại điều đó để chúng ta thấy rằng là dù họ là những con người có đức tin nhưng họ vẫn là con người, mà đã là con người thì có thiếu sót hết. Những anh hùng đức tin chăng nữa, những người hùng thuộc linh chăng nữa, họ cũng là những con người, đã là con người thì đều có thiếu sót, họ không phải là thần thánh. Cho nên từ đấy để chúng ta đừng có nuôi một cái ảo tưởng rằng một người nào đó được sự sức giàu từ nơi Chúa là người đó sẽ phải như thần thánh ấy. Không bao giờ có cái lỗi lầm, không bao giờ có cái gì. Tôi buồn cười một cái việc như này là ngày tôi đi làm chứng cho cái bạn thanh niên ấy. Nhớ, tôi đi chia sẻ về Chúa là bạn nên tin Chúa, xong rồi để xin lỗi mọi người, đến giờ mà tôi buồn đi vệ sinh, tôi bảo cho đi vệ sinh nhờ ấy. Mai sau bạn mới chia sẻ lại. Ôi, bạn nó còn nghĩ, ôi, người như mình cũng đi vệ sinh cơ. Ông bảo, ôi, người như thầy cũng đi vệ sinh cơ. Mà nghĩ là như mình về như là thần thánh cái gì đấy, không có nhu cầu đi vệ sinh nữa. Thế mà khi mà tôi lấy vợ, chắc là nhiều người cảm thấy ngạc nhiên là sao nào? Và chắc là cũng có nhu cầu lấy vợ như bao nhiêu người đàn ông khác. Để chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh cho phép ghi lại đó, để chúng ta thấy rằng là họ là những người có đức tin, đầy dẫy Thánh Linh, nhưng không phải là họ là những vị thánh từ trên trời rơi xuống. Họ cũng chỉ là những con người mang trong mình bản chất tội lỗi của Adam ấy, và họ vẫn phải tranh đấu với cái sự cám dỗ mỗi một ngày, cũng giống như là chúng ta thôi. Mà họ đắc thắng được ngày nào họ nhờ cậy Thánh Linh thì họ đắc thắng được, mà không nhờ cậy Thánh Linh thì họ thất bại. Thế thôi. Có ai có lời chia sẻ gì nữa không ạ? Dạ. Có phải là bà khi mà bà Rebecca bà đang có thai á, và hai đứa nhỏ nó cứ đặt ở trong bụng bà, và khi mà bà cầu hỏi Chúa thì Chúa trả lời là hai quốc gia đang ở trong lòng dạ của ngươi, rồi hai dân tộc sẽ từ bụng ngươi mà hình thành á, rồi một dân sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn thì sẽ phục đứa nhỏ. Thì cái lời đó bà cứ ôm ấp trong lòng của bà cho đến một ngày bà cảm thấy là nó được giống như là nó hợp, phù hợp cái thời điểm á, nó cái thời điểm nó đến mà rất là đẹp rồi, rất là có cơ hội rồi, thì bà chớp lấy cái cơ hội đó bằng mọi giá để cho cái lời tiên tri đó, những cái lời mà được báo trước đó nó được hình thành không mục sư? Rebecca nuôi dưỡng cái lời đó từ khi bà được nghe lúc mà bà có thai hai đứa ở trong bụng, điều đó là đúng. Thời điểm để nắm bắt cũng rất đúng thời điểm, vì lúc đó là ông Isaac đã già, và bản thân ông Isaac là người đưa ra cái đề nghị này chứ không phải là Rebecca. Isaac là người nói ra, cho nên là Rebecca không thúc đẩy Isaac, bà cứ chờ đợi. Điều này đến từ nơi Chúa. Thì bà quan sát, chúng ta thấy bà quan sát từ cái sự việc mà đứa anh bán cái quyền trưởng nam cho đứa em bằng một bát canh đậu phạm. Sau đó thì bà quan sát cái việc là Esau lại đi lấy con gái là người dân bản địa, trong khi đó thì truyền thống của gia đình và cái lời tiên tri đã rất rõ ràng là
Chúa sẽ ban cho cái đất Canaan làm cơ nghiệp và họ không được lấy cái người bản xứ. Thì những cái việc như thế làm cho Rebecca quan sát và thấy mà điều rằng là đúng, cái đứa con đầu ấy nó không phải là đứa mà Chúa chọn cho để thừa hưởng giao ước. Nên khi mà Isaac đề cập tới cái vấn đề chúc phước, cái ngay lập tức bà nắm bắt cơ hội đó ngay. Thì tôi nghĩ rằng bà nắm bắt cơ hội rất đúng thời điểm. Còn như tôi nói rằng là cái cách thức của bà thì không phải là đúng, đó là cách thức sai. Chúng ta không có trộn lẫn ra trong một con người. Ví dụ anh chị em sẽ thấy một điều là chúng ta hay có cái trộn lẫn khi mà nhìn thấy một người, chúng tự nhiên là chúng ta bảo đó là người xấu. Nhưng mà khi cụ thể ra thì mình thấy là xấu ở cái gì. Mới thành ra trong con người ta có 10 điều ấy, thì có khi có 8 điểm xấu nhưng lại có 2 điểm tốt. Nhưng vì có 8 điểm xấu đấy cho mình nói là cả con người là xấu. Hay người ta chỉ có 2-3 điểm xấu thôi nhưng mình nói rằng đó là người xấu. Người ta có 2-3 điểm xấu nhưng lại có 7-8 điểm tốt cơ. Chúng ta hay vừa đũa cả nắm. Thì điều đó không đúng. Thì một góc cạnh đây chúng ta đánh giá là cái cách thức của bà sai, nhưng mà một góc cạnh chúng ta nhìn thấy đây là một người phụ nữ có đức tin, có đức tin rất lớn. Từ cái việc bà đồng ý nhá, đồng ý đi theo cái người đầy tớ để về làm dâu ở một xứ sở không thuộc về mình, đó cũng là hành động có đức tin rồi. Bởi vì bà được nghe về gia đình của Abraham, được nghe về cái giao ước đấy, và bà khao khát, bà mong muốn là một cô gái đang thịnh vượng ở cái xứ sở của mình, được nghe là muốn mình có cơ hội để được làm dâu, được tham gia vào trong giao ước của Abraham, là ngay lập tức bà nắm bắt cơ hội ngay mà. Cho nên Rebecca không phải là tìm một người chồng đâu nhé các anh chị em nhé, Rebecca là tìm cách để được tham gia vào trong giao ước của Abraham. Cho nên từ thời con gái là bà đã thể hiện cái đức tin của bà bằng cái việc đồng ý đi theo cái người đầy tớ đó để về làm dâu của gia đình Abraham trong một xứ sở mà mình không quen biết. Rồi cho đến việc nghe lời tiên tri của hai đứa con đến cuối cuộc đời, bà cũng là thể hiện một người phụ nữ có đức tin mà. Khi Chúa đánh giá thì chúng ta nhìn thấy Chúa đánh giá một con người ở mức độ tổng thể chứ không phải ở những cái chi tiết nhỏ. Vì thực ra là những cái chi tiết nhỏ đúng là con người có thể vi phạm, nhưng mà khi người ta nhận thức được ăn năn thì Chúa vẫn tha thứ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện nhé. Chị em sẽ hiệp ý, tôi sẽ cầu nguyện cho bài học. Kính lạy Chúa, nhân từ thương xót của chúng con, cảm ơn Ngài. Chúng con biết rằng Chúa là đấng luôn luôn đồng hành cùng với chúng con trong tất cả những chi tiết, những tiểu tiết trong cuộc đời của chúng con. Đôi khi chúng con không ý thức được những gì đang diễn ra, tại sao nó lại diễn ra như vậy. Nhưng chúng con biết rằng bàn tay kỳ diệu và toàn năng của Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng con. Đôi khi chúng con có thể làm trong cách thức sai, trong cái xu hướng tự nhiên của bản chất tội lỗi. Nhưng Chúa đã lấy lòng nhân từ chúng để yêu thương chúng con, để dạy dỗ chúng con và để hoàn thành những chương trình tốt đẹp của Ngài cho cuộc đời của chúng con. Còn cầu nguyện để chúng con là những người thuộc linh, những người có đức tin, luôn khao khát những điều thuộc linh, những cái giá trị thực sự ở trong Chúa. Giống như Rebecca, giống như Jacob luôn luôn khao khát được thừa hưởng giao ước từ Abraham, để từ đó sinh ra dân tộc Israel và sinh ra Chúa Cứu Thế và sinh ra Hội Thánh ngày hôm nay. Để chúng con tìm kiếm những giá trị của thiên đàng, những giá trị đời đời, chứ không phải những giá trị vật chất của bát canh đậu phạn, mà có thể làm cho chúng con mất cái quyền để được thừa hưởng trong những cái điều thuộc linh, những điều giá trị thật. Chúa giúp đỡ cho chúng con để tăng trưởng trong sự nhận thức về Ngài, nhận thức về lĩnh vực thuộc linh, lĩnh vực thuộc thể, tất cả lĩnh vực chúng con đều được trưởng thành hết. Con cảm ơn Chúa vô cùng, danh Chúa được vinh hiển và tôn cao. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người. Ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.